Lời đầu tiên em xin chào toàn thể anh em thân mến có thú vui săn và bẫy cò. Thì em hôm nay giới thiệu tới toàn thể anh em là cái mẫu cò giả làm bằng xốp đệm 100% luôn. Thì cái mẫu cò giả này bên nhà em thì đang bán là 20.000 một con anh em ạ. Đấy anh em. Thì bên nhà em thì có bốn cái tư thế đầu nó khác nhau. Đây các bác nhá. Đây. Cái đầu này là đầu thẳng này, giống như con cò đang ngóc lên như đang cảnh giới này. Đầu là đầu cong này, giống như con cò bổ con tôm con cá con tép này anh em. Đấy. Cái đầu là đầu cong có hình G này, đấy anh em. Nhà em thì làm là bốn đầu tư thế khác nhau. Anh em ạ. Anh em mới mua sản phẩm của bên nhà em thì đừng có cắm như thế này. Cắm như thế này là ngược thân con cò. Anh em cắm như thế này thì mới đúng chiều của con cò thì mới ra hình dáng con cò nhé. Thì bên nhà em thì các bác thích mỏ vàng hay là mỏ đen thì các bác cứ cho em cụ thể đơn. Ví dụ là các bác đặt mỏ đen thì cho tôi mỏ đen, đặt mỏ vàng thì cho tôi mỏ vàng. Đấy các bác ạ. Cái hình thức của bên nhà em thì ship hàng CD toàn quốc, đồng kiểm tra trước khi thanh toán nha các bác nhé. 10 con là 235.000 bao gồm phí vận chuyển, ship tận nơi tận nhà, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em bóc sản phẩm ra giống như trên video quảng cáo thì anh em nhận, mà không đúng sản phẩm như trên video quảng cáo thì anh em cứ trả lại cho em. Em bóc cho các bác xem này, cò nhà em làm rất là chắc chắn luôn nhé. Này. Này. Bóc ra lại nhả ra này. Nói chung là các bác cho túi bóng mang đi không sợ gãy đầu, không sợ hỏng thân. Hàng nhà em thì nói chung là rất là ok luôn. Em cắt kích thước thực tế bằng con cò bên ngoài đời để cho anh em chơi. Tập luôn không sao nha anh em nhá. Đấy anh em này. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cơ sở bán hàng của nhà em. Bên nhà em thì ship hàng CD toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chào các bác nhá.